Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm rất là đặc biệt. Không biết các bạn có đoán, các bạn có đoán ra được cái sản phẩm gì không? Và bây giờ các bạn sẽ gặp một cái người chuyên kinh doanh về lĩnh vực này. Em có thể giới thiệu cho mọi người biết là em tên gì và hiện tại em đang làm lĩnh vực gì? Chào các bạn, mình tên là Tống Thị Lý, chủ sáng lập thương hiệu Ba Tê Food, chuyên cung cấp sản phẩm là đường phèn Quảng Ngãi, sản xuất bằng cái phương thức là thủ công. Bạn là người Quảng Ngãi đúng hay sao? Dạ đúng rồi ạ. Người gốc Quảng Ngãi. Dạ em là gốc người Quảng Ngãi. Ở Quảng Ngãi mình thấy có nổi tiếng về đường đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Mà tại sao ở Quảng Ngãi lại làm đường phèn? Đường phèn Quảng Ngãi thì nó có cái gì đặc biệt? Quảng Ngãi là một trong những nơi nổi tiếng về cái sản phẩm đường phèn. Và cái sản phẩm đường phèn này là do em là xuất thân từ gia đình có ba mẹ là làm nghề kinh doanh đường là từ lúc em 6 tuổi rồi. Từ lúc 6 tuổi. Dạ vâng. Cho tới giờ là dạ hơn 20 năm rồi. Dạ đúng rồi ạ. Cái sản phẩm của đường phèn Quảng Ngãi thì nó ngọt và nó ngọt thanh á. Dạ. Nên nó có cái tính bình nữa nên cái sản phẩm này nó ăn vô là nó mát, nên có cái câu là ngọt như đường cát và mát như đường phèn á. Ngọt như đường cát, mát như đường phèn. Dạ. Tại sao bạn thiết kế nó có hình như cái cây mía rồi cái chén đồ này, nghĩa là sao? Tại vì cái này, cái sản phẩm đường này nó là nguyên chất 100%, nên em muốn để cái cây mía vào nó truyền cái thông điệp là cái sản phẩm này là nó từ cây mía và sản xuất ra cái này là 100%, không có thông qua cái công đoạn tẩy hay là gì hết. Dạ. Thấy trụ sở văn phòng là ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà cái này có đảm bảo là ở đây là đảm bảo là ở Quảng Ngãi không? Dạ cái này thật ra thì sản xuất ở Quảng Ngãi, thành phố Hồ Chí Minh chỉ là nơi để phân phối đi thôi ạ. Dạ. Nơi để phân phối thôi. Dạ. Vậy thì hiện tại nó có những cái sản phẩm nào bạn có thể giới thiệu cho mọi người cùng biết? Hiện tại thì cái dòng đường phèn vàng nguyên chất này nó có 3 cái quy cách. Tức là một là cái cục nó to như thế này. Để làm gì? Cái này thì mình dùng để mình nấu cái món gì mà nó có nước nhiều á, ví dụ như nước mát hay là nha đam đường phèn gì đó. Tại sao người ta không dùng đường kia người ta nấu mà người ta lại dùng đường phèn, đường tại cát vì, hoặc là đường gì đó? Tại vì cái đường này là nó có cái độ ngọt thanh, còn cái đường cát là ngọt gắt và nó ngọt lẹm. Ăn cái đường này vào thì cái cổ của mình nó rất là mượt. Nó tốt cho sức khỏe. Cái dòng thứ hai nữa là cái cục vừa như thế này thì để phục vụ cho cái việc mà mình uống trà hay là mình chưng yến, ví dụ như mình uống trà thảo dược trà hoa cúc. Mình chưng yến thì mình lấy một vài cục như thế này nó rất là tiện. Chưng tổ yến hả? Dạ đúng rồi. Cái này chưng với tổ yến. Rồi. Còn cái dòng thứ ba này là cái dòng xay nhuyễn từ cái cục to ra. Thì cái này nó phục vụ cho cái việc nấu ăn hàng ngày hay là pha chế nước cam rồi đấy. Thì nó rất là tiện. Làm nhỏ như thế này cho nó nhanh tan. Nó nhanh tan. Dạ. Thì bạn kinh doanh, bạn ra khởi nghiệp là được bao lâu rồi? Em ra khởi nghiệp là được 2 năm rồi. Bạn nói cái lý do vì sao bạn chọn đường phèn mà bạn không chọn cái sản phẩm khác? Tại vì cái lý do em chọn sản phẩm đường phèn là thứ nhất là tại vì có ba mẹ làm về cái sản phẩm này nên em hiểu về nó rõ. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ở ngoài thị trường bây giờ nó có rất là nhiều nơi cái bán cái sản phẩm đường, nhưng mà đường cũng là đường phèn nhưng mà là đường phèn nhỏ màu. Đó, nó rất là nguy hiểm. Với lại em nhận thấy là quê mình là có cái sản phẩm đường nổi tiếng nhưng mà nó chưa có được đi đến với nhiều nơi. Từ đó là em nghĩ là mình nên và làm cái gì đó để nó đưa cái sản phẩm của chính quê hương mình đi đến với mọi người. Thì qua 2 năm khởi nghiệp thì bạn đạt được những cái thành quả gì trong cái việc kinh doanh đường phèn này? Giờ thì trong cái khoảng thời gian 2 năm đó là một chuỗi những cái ngày nó cũng vất vả, nhưng mà bây giờ thì nó xây được nên là cái sản phẩm nó không có thương hiệu đi ra thị trường, được nhiều người đón nhận và có nhiều người biết về cái sản phẩm này và dần dần là cái sản phẩm này đã được đến với nhiều người. Và coi như là những cái cơ sở mà người ta chế biến hay là những cái anh chị mà sử dụng sản phẩm mà muốn thêm về chất lượng thì dần dần người ta đã chọn cái sản phẩm này. Cái mục tiêu trong tương lai 3 năm, 5 năm nữa của cái sản phẩm của bạn là sao? Cái mục tiêu của em 5 năm nữa thì em sẽ hướng tới là cái sản phẩm của em nó sẽ đến cái gian bếp của mọi nhà. Đó là trong nước, còn nước ngoài thì có dự kiến gì không? Nước ngoài thì em sẽ định hướng là sẽ xuất khẩu đi một số nước. Tại vì em đã xây dựng cái những cái tiêu chuẩn về chất lượng đã xây dựng rồi. Thì định hướng là cũng sẽ đi ra bên nước ngoài. Lúc xưa thì bạn làm gì trước khi bạn ra bạn khởi nghiệp? Trước khi em ra khởi nghiệp thì em làm bên lĩnh vực tài chính kế toán, là xuất thân em là
cái tổng trưởng của một công ty xuất nhập khẩu cà phê USO và sau rồi thiên về bên mạng lý quản lý tài chính nữa. Nhưng mà cái đó có lẽ nó không có thuộc sở trường của mình cho lắm. Nên nó không đam mê, và mình nghĩ cái gì mà mình không đam mê thì nó sẽ không có lên cái đỉnh được. Đó. Thì cái điều gì nó lại dẫn bạn đến cái con đường khởi nghiệp trong trong khi đi làm cái lĩnh vực kia? Em nghĩ chắc có lẽ là mình nghĩ về nó nhiều thì tự động cái điều mà mình nghĩ nhiều nó sẽ đến. Thì trong sâu thẳm là muốn kinh doanh nhưng mà cũng không biết kinh doanh là nó có được hay không. Nhưng mà tại vì mình cứ nghĩ là để làm như thế nào đó mà mình kinh doanh thì vô tình là cái người mà chỉ cho mình cái đường đi là nó đến. Và chính cái người đó họ giới thiệu cho mình đến những cái lớp học. Rồi từ những cái lớp học đấy là mình phát triển lên. Và cụ thể là em đến cái lớp học của thầy là lớp học đầu tiên. Mà sao em lại biết đến My Training? Dạ em biết đến My Training thì thông qua một cái bạn Hạnh. Hạnh Furniture. Dạ đúng rồi. Hạnh Furniture. Dạ đúng rồi. Thì thông qua bạn đó là em biết được My của mình. Dạ. Thì khi mà biết được bạn Hạnh đó thì bạn giới thiệu là nó đúng với cái mình đang muốn quá. Cho nên em đăng ký em đi học từ đó tới giờ. Lâu rồi em có gặp Hạnh không? Dạ có, hôm trước em có đi ăn với Hạnh. Có gửi lời thăm Hạnh nha. Dạ. Vậy thì em mọi người mà muốn liên hệ với em mua thì họ phải làm như thế nào? Dạ muốn liên hệ với em thì có thể liên hệ qua số điện thoại là 0932062567 hoặc là truy cập vào website là đườngphàn.com.vn. Có thể là lên Facebook vào cái fanpage là Đường Phàn Quảng Ngãi 30 phút. Một cái lời chia sẻ đến cho những bạn mà muốn ra kinh doanh khởi nghiệp, đặc biệt là nữ như em, thì em gửi cái thông điệp gì? Nữ là thường hay cái độ yếu đuối của nữ thì nó thường hay nhiều hơn nam. Nhưng mà để làm bất kỳ một cái việc gì thì các bạn cứ bắt tay vào làm đi. Thời gian đầu thì nó cũng sẽ gặp rất là nhiều gian nan và khó khăn. Tuy nhiên trong quá trình bạn làm, bạn sẽ nghiệm ra rất là nhiều điều và nó sẽ rất là thú vị trong cái hành trình cuộc sống của mình. Ví dụ như là bạn vừa rồi bạn làm thì bạn nghiệm ra cái điều gì? Có nhiều lúc là mình làm mình bán không được hàng, rồi nó không cái có doanh thu, nản lắm. Nhưng mà em nhớ mãi một câu của thầy nói là không đi được, không chạy được thì cũng phải đi, nếu không đi thì cái bò cũng phải tiếp tục, không được ngưng. Và chính vì cái câu nói đó thì em cứ đi theo cái triết lý đó, đi theo cái câu nói đó, và đến ngày hôm nay thì em đã có được cái sản phẩm hoàn thiện như thế này và ra đi ra thị trường và có được nhiều người tiêu dùng biết đến nó. Vâng, tuyệt vời. Vậy thì các bạn hãy tìm hiểu bạn Lý kỹ hơn và những cái thông tin bạn vừa chia sẻ đó. Cảm ơn các bạn đã xem cái đoạn video này. Bye bye các bạn.